tưng bừng khai trương, rộn rã ưu đãi. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết, Dean Nature Khỏe Tự Nhiên đang mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm thiên nhiên. Và lần này, Dean Nature Khỏe Tự Nhiên sẽ có mặt tại 31 Nguyễn Huệ, thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Dean Nature xin được cảm ơn sự yêu mến chân thành của tất cả quý vị trên khắp mọi miền trong thời gian qua. Trân trọng kính mời tất cả quý vị đến với buổi lễ khai trương vào sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 4 với rất nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động hấp dẫn, bao gồm giảm 20% toàn bộ dòng tắm gội từ thiên nhiên, trải nghiệm Makeup Express, trang điểm siêu nhanh chỉ trong 2 phút với các sản phẩm cao cấp từ thiên nhiên của Dean Nature, tặng dịch vụ phủ đen tóc bạc tại chỗ, ưu đãi tặng ngay son dưỡng thiên nhiên khi mua các combo sản phẩm chăm sóc da, tặng ngay một chai nước cốt tỏi đen cô đơn 300ml khi mua 1kg tỏi đen linh đan cùng hàng ngàn phiếu quà tặng. Đặc biệt, chỉ duy nhất ngày 15 tháng 4, quý vị đến tham gia khai trương đều có thể được bác sĩ chuyên khoa ung thư tư vấn soi da miễn phí. Dean Nature xin được hẹn gặp lại quý vị tại 31 Nguyễn Huệ, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, Phú Yên để cùng trải nghiệm không gian xanh mát và đa dạng sự lựa chọn các sản phẩm từ thiên nhiên.